Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với kênh Gu Chơi Xe. Hôm nay mình chia sẻ đến quý vị và các bạn xe Yamaha Exciter gây sốt thị trường Đông Nam Á. Xe con tay Yamaha Exciter phiên bản mới nhất Monster xuất hiện tại thị trường Việt Nam, khiến làn xe hai bánh ở xứ Nam Dương vô cùng thích thú. Ngay sau khi được tung ra thị trường Việt Nam, phiên bản xe con tay mới nhất Yamaha Exciter Monster gây được nhiều chú ý. Ở làn xe hai bánh ở Indonesia, đây cũng là một thị trường xe gây sôi động và có nhiều điểm tương đồng với thị trường xe máy ở Việt Nam. Trong đó, các dân chơi xe ở Nam Dương cũng rất thích thú với dòng xe con tay Exciter của Yamaha. Mẫu xe này ở Nam Dương còn có tên gọi là Yamaha MX King. Nếu muốn nói lên, đây chỉ là một dòng xe vua đường phố ở giải phân khúc 150cc dành cho xe con tay. Theo đánh giá của một số khách hàng chơi xe hai bánh ở Indonesia, thì biến thể Monster của Exciter xuất hiện ở Việt Nam là một lối thay đổi về ngoại hình bởi các trang trí mang âm hưởng của siêu xe đua MotoGP. Chính vì lấy âm hưởng từ siêu xe đua, cho nên Exciter Monster mạnh mẽ hơn trong số áo khoác màu đen đỏ bạc kết hợp với các sọc xanh màu lá cây và màu da trời, cũng làm nổi bật của phân khúc Monster. Dân chơi xe ở Indonesia cảm thấy hối tiếc vì Exciter Monster hiện vẫn chưa được tung ra ở thị trường nước này. Tuy nhiên, mức giá là 48 triệu Việt Nam của Exciter Monster được dân mê xe thành thạo ở Indonesia cho là quá đắt so với đối thủ của Honda Winner. Về đặc điểm kỹ thuật thì Exciter Monster cũng giống như i15ZR và Super 150 đều sử dụng động cơ SOHC cylinder 4 van, dung tích 150cc, trang bị đèn chiếu sáng LED cùng đồng hồ kỹ thuật số, đèn bảo vệ và lốp trước. Ngoài ra còn có trang bị ABS và hệ thống chìa khóa có tính năng phản hồi. Nhìn lại thì cái xe Yamaha Exciter Monster thì chưa có ở thị trường Indonesia các bạn, chỉ mới ra mắt tại Việt Nam. Thì thị trường Indonesia cùng với lợi là Việt Nam thì hai thị trường này có điểm tương đồng giống nhau. Đây cũng là một cái vinh hạnh của cái thị trường Việt Nam. Hãng Yamaha đã cho ra thị trường Việt Nam cái phân khúc xe mới, còn thị trường ở Indo thì chưa có các bạn.
Video đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại ở chia sẻ tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem. Trân trọng kính chào tạm biệt.